Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Cái tâm đáng quý. Buổi trưa, tại sân ga của một thành phố lớn, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang khó nhọc vác lên vai túi hành lý lỉnh kỉnh của mình. Anh để ý nha, không biết chừng chị ta sẽ nài nỉ xin tiền hoặc sẽ hồ hởi kết bạn với mình để chị ta tra tấn trên suốt chuyến đi bằng những câu chuyện vừa dài vừa vô duyên. Hoặc giả như chị ta sẽ mượn mình chiếc khăn mùi xoa để lau mồ hôi, mà lau xong thì mình không dám xin lại. Hay như mượn bình nước uống rồi tu ừng ực vài ngụm thì đã hết veo. Đúng là người nhà quê mà. Xin chào, xin mọi người giúp đỡ cho tôi. Mình đâu phải là tên ăn trộm hay con hủi, mà sao mọi người lại xử sự như thế chứ? Xin lỗi cậu, cậu có thể giúp đỡ tôi được không? Xin lỗi, chị đang hỏi tôi ạ. Xin cậu giúp đỡ tôi với. Tôi lên thành phố để tìm người bà con, nhưng vẫn chưa có kết quả. Tiền bạc lại bị kẻ gian móc hết rồi. Muốn về quê, nhưng không biết làm thế nào. Cậu có thể mua giùm một tấm vé để tôi về quê không? Chị cầm lấy đi. Tôi chỉ còn có chừng này, không biết đủ hay không. Tôi cũng vừa mua vé để về quê nên không còn nhiều. Tôi lên thành phố này để kiếm việc, nhưng khi lên thành phố với tấm bằng trung cấp trong tay thì tôi không có cơ hội nào. Chỉ cầm tạm vậy. Cảm ơn. Chị dì ơi, như thế này vậy, chị cùng quê với em, hay chị lấy tấm vé của em đi vậy? Thế còn cậu thì sao? Số tiền em vừa đưa cho chị có thể mua đủ tấm vé xuống ga thứ 3 xuất phát từ ga này. Như vậy cách nhà em cũng không xa lắm, em có thể đi bộ mà. Chị cứ cầm lấy vé đi, em là con trai, thế nào mà chẳng được. Còn phụ nữ như chị thì không thể đi bộ về nhà trong đêm tối được. Thôi, chúc chị thuận buồm xuôi gió. Nào, đưa cho em đống tiền lẻ nào. Sao cậu lại làm như thế? Cậu không hối hận à? Không chị ạ. Anh bạn trẻ, xuống đây với tôi một lát. Cậu lên xe đi. Hôm nay cậu chính thức là nhân viên của tôi. Tôi chưa hiểu. Chuyện là thế nào ạ? Thực ra tôi là con gái của một ông chủ tập đoàn sản xuất đồ chơi lớn trong vùng. Để đi tìm một người trợ lý đáng tin cậy, tôi đã phải hóa trang và đứng ở sân ga suốt 3 ngày qua. Có thể các bạn cho rằng tôi thật ngốc nghếch khi phải làm khổ mình như thế, nhưng thật ra nó thật sự xứng đáng. Khi đứng ở sân ga trong 3 ngày đó, tôi mới nhận ra rằng tìm được một người thực sự tốt trong cuộc sống xô bồ này quả là khó. Có thể cậu trợ lý này không có trình độ hiểu biết nhiều như những người tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn nữa. Nhưng điều đáng quý nhất và đáng trân trọng nhất là cậu ấy có cái tâm. Có cái tâm trong cuộc sống thì mới có cái tâm trong công việc được. Đây là thứ mà công ty chúng ta cần.